Đây là bài 13 trong loạt bài tiếng Trung giao tiếp sơ cấp của Hội quán giao tiếp ngoại ngữ và xã hội. Hãy nghe đoạn hội thoại sau đây. Hãy nghe cách nói tên nhân vật Trung Thôn trong bài. Trung Xuân, Trung, Trung, Xuân, Xuân, Trung Xuân, Trung Xuân. Đây là tên một học sinh người Nhật. Hãy nhắc lại Trung Thôn. Trung Xuân, Trung Xuân. Hãy nói học sinh A. Xíu sinh giả. Học sinh B. Xíu sinh ỉ. Mary. Mã Lị. Lưu Minh. Liễu Miếng. Trương Hồng, Trang Khổng, Vương Tiểu Vân, Hoàng Xiao Yun, David, Tào Vệ, Lục Vũ Bình, Lưu Ủy Phiến. Bây giờ hãy nghe từ Nhật Bản. Rì bẩn, rì, rì, bẩn. Bẩn, Rì bẩn, Rì bẩn. Hãy nhắc lại Nhật Bản. Rì bẩn, Trung Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, Việt Nam, Mỹ, Mỹ Quốc, Anh, Anh Quốc, Canada, Canada. Hãy nhắc lại tiếng Nhật. Rì ủy. Chính là từ điển tiếng Hán tiếng Nhật. Chiều sư hàn ủy rì ủy sứ điển. Chiều sư hàn ủy rì ủy sứ điển. Hay nói đại học của Nhật Bản. Nhật Bản đại học. Nhật Bản đại học. Đại học. Đại học. Đại học ở Nhật Bản hay đại học của Nhật Bản. Nhật Bản đại học. Nhật Bản đại học. Đại học ở Việt Nam. Việt Nam đại học. Đại học ở Trung Quốc. Trung Quốc đại học. Hãy nghe từ buổi sáng. Zǎo shàng. Zǎo. Zǎo. Shàng. Shàng. Zǎo shàng. Zǎo shàng. Âm Hán Việt là tảo thượng. Zǎo shàng thường chỉ buổi sáng từ 8 giờ trở về trước. Zǎo shàng. Hãy nói xin lỗi tôi đến muộn rồi. Đuǐ bù qǐ, wǒ lái wǎn lè. Đuǐ bù qǐ, wǒ lái wǎn lè. Hãy chú ý từ muộn. Wǎn. Wǎn. Từ buổi tối. Wǎn shàng. Wǎn. Shàng. Wǎn shàng. Wǎn shàng. Buổi sáng sớm. Zǎo shàng. Zǎo shàng. Hãy nghe cách nói chào buổi sáng. Zǎo shàng hǎo. Zǎo shàng hǎo. Cũng có thể chào là zǎo. Hãy thử nói chào buổi tối. Wǎn shàng hǎo. Wǎn shàng hǎo. Hai cách nói này thường được thay cho từ ní hǎo khi gặp vào những thời gian tương ứng. Hay nói chào buổi sáng, chào buổi tối. Zǎo shàng hǎo. Wǎn shàng hǎo. Zǎo shàng hǎo. Wǎn shàng hǎo.
Hay nói tôi đến muộn rồi à? 我来晚了吗？我来晚了吗？ Cậu đến sớm rồi. 你来早了。你来早了。 Bây giờ hãy nghe từ mấy. Chỉ. Chỉ. Hãy nghe từ giờ. Điểm. Điểm. Mấy giờ? Chỉ điểm. Chỉ điểm. Mấy giờ sáng? Nguyên văn là sáng mấy giờ? Sáng sáng chỉ điểm. Sáng sáng chỉ điểm. Mấy giờ tối? Nguyên văn là tối mấy giờ? Wǎn shàng jǐ diǎn. Wǎn shàng jǐ diǎn. Hay nói một giờ. Yì diǎn. Bây giờ là từ lên lớp vào học. Shàng kè. Shàng. Shàng. Kè. Kè. Shàng kè. Shàng kè. Hãy chú ý từ shàng trong tiếng Trung có nghĩa là lên. Bây giờ giả sử bạn đang đứng ở tầng 2, bạn gọi một người, lên đi. Shàng lái. Shàng lái. Từ lái ở đây chỉ phương hướng hướng đến người nói. Người nói đang ở trên, vì vậy khi nói lên đây thì nói shàng lái. Bây giờ nếu người nói đang ở dưới, nói với bạn mình, hãy lên trên tầng đi, lên đi, thì nói là shàng qù. Shàng qù. Hãy thử nói với bạn của bạn đang ở tầng 1, bạn đang ở tầng 2 là lên đây. Shàng lái. Shàng lái. Giả sử bạn và bạn của bạn đều đang ở tầng 1, bạn bảo bạn của bạn lên đi. Shàng qù. Shàng qù. Cậu lên đây. 你上来吧. Nhớ sang lái bà. Cậu lên đi. Trong trường hợp này, bạn và bạn của bạn đều đang ở dưới tầng. 你上去吧. Bà. Bây giờ hãy nói mình có thể lên được không? Bạn đang ở tầng dưới. 我可以上去吗? 我可以上去吗? Cậu lên đi, người nói đang ở trên tầng. 你上来吧. 你上来吧. Bây giờ hãy nhắc lại từ vào lớp, lên lớp. 上课. 上课. Mấy giờ vào lớp? 几点上课? 几点上课? Mấy giờ sáng? 早上几点? 早上几点? Mấy giờ tối? 晚上几点? 晚上几点? Mấy giờ sáng vào lớp? 早上几点上课? 早上几点上课? Mấy giờ tối vào lớp? 晚上几点上课? 晚上几点上课? Bây giờ là cách nói tan học. 下课. 下. 下. 课. 课. 下课. 下课. Từ 下 trong 下课 đã học trong cụm 一下, 介绍一下, 认识一下, có nghĩa là một chút. Hãy thử nhắc lại, làm quen một chút. 认识一下.
Giới thiệu một chút. Chia sẻ một chút. Hãy nhắc lại, tan học. Xa khở. Tan học thôi. Xa khở bả. Xa khở bả. Hay nói, lên lớp, vào lớp. Sang khở. Tan học. Xa khở. Bây giờ hãy thử ghép từ xả với lái và chỉ để nói xuống đây và xuống đi. Hãy thử nói xuống đây. Trường hợp này người nói đang ở dưới. Xả lái. Xả lái. Xuống đi. Xả chỉ. Xả chỉ. Trường hợp xả chỉ, người nói đang ở trên. Hay nói lại, xuống đây nào. Xa lái bả. Xa lái bả. Cậu xuống đi. Người nói đang ở trên. Nhì xa chùy bả. Nhì xa chùy bả. Bây giờ hãy nói, đại học ở Nhật Bản. Rì bẩn tờ đà xuế. Đại học ở Nhật Bản buổi sáng mấy giờ vào học? Nhật Bản đại học giáo sáng mấy giờ sang khờ? Nhật Bản đại học giáo sáng mấy giờ sang khờ? Bây giờ hãy nghe từ đại bộ phận, phần lớn. Đa bộ phận. Đa. Đà. Bù. Bù. Phân. Phân. Đà bù phân. Đà bù phân. Phần lớn mọi người, nguyên văn là phần lớn người. Đà bù phân rấn. Đà bù phân rấn. Phần lớn mọi người đều rất bận. Đa bộ phận nhân đều rất mạng. Đa bộ phận nhân đều rất mạng. Phần lớn các trường học. Đa bộ phận xứ xảo. Đa bộ phận xứ xảo. Phần lớn các học sinh. Đa bộ phận xứ sinh. Đa bộ phận xứ sinh. Phần lớn các sách. Đa bộ phận su. Đa bộ phận su. Phần lớn các từ điển. Đa bộ phận từ điển. Đa bộ phận từ điển. Phần lớn các ký túc xá. Đa bộ phận ký túc xá. Đa bộ phận ký túc xá. Phần lớn các tòa nhà giảng dạy. Đa bộ phận giáo xuế lầu. Đa bộ phận giáo xuế lầu. Bây giờ hãy học cách nói từ 1 đến 10. 1. Y. Y. 2. R. R. 3. San. San. 4. 4.